tất nhiên là súp bè kali. Đó. Thì súp bè kali như thế này nè, thì nó chuyên về làm hoa mà dòi hoa. Đó. Hoặc là ngọn, tí tỉ như là các anh chị mình lên cái ngọn cái nó dư đạm hay là nó thiếu nắng vậy đó, cái lá nó mềm mà cái ngọn nó mềm, thì các anh chị mình phun cái súp bè kali này cộng với lại súp bè magie. Nhớ nha, súp bè kali 2 gram, súp bè magie nửa gram mà thôi. Đó nha, thì cái lá nó như nó mềm vậy đó. Cái ngọn nó ngã ngang cái gì dựng lên liền, dựng đứng lên liền. Còn cái hoa thì tỉ giờ cái dồi hoa mình ra, mà các anh chị mình muốn dài và cứng cáp, thấy không nè, thì súp bè kali này làm cái chuyện đó. Đây Phong đưa lại cho thầy đây, bằng chứng là đây cái dồi hoa này, những cái dồi hoa này nó thòng nè, còn cái dồi hoa này nó ngóc lên nè, đây nè, không có ai đỡ đâu nè, không có dây cột nha, mà nó ngóc lên nè, mà nó dài nè, còn nụ quá chừng nè, thấy chưa đó, thấy nè, đó là các anh chị đó nè, ngọc điểm là nè, thòng không rồi, ông nội này cũng vững nè, nè thấy chưa, không ai đỡ hết nha, nè mà nó còn nè, tất nhiên là nó phải dài tới đây nè. Đó, cái này là súp bè kali nè. Đó, hoa đầy đủ luôn. Hoa rất nhiều đây nè, còn lúc chút lúc tất nhiên là nó ra tới đây lận. Mà không có đỡ đây nè, đó, mà nó ngóc đầu lên nè, thấy không? Nó tìm nắng. Đó, thì so sánh thằng này thì nó lại là xìu đi. Thì bình thường là ngọc điển thì nó rớt xuống, khi cái hoa nó rớt xuống nhưng mà ông nội này ngẩng đầu lên thì chứng tỏ là cái súp bè kali mà thấy cái ngọn này dựng đứng luôn. Cái lá rất là cứng nè. Còn những đứng, còn mấy ông nội này thì thầy không có phun nè, đó, nhưng mà nó phun nè, thấy không, cái lá nó hình chữ V rõ rệt chứ nó không có cầm, thấy chưa đó. Rồi nếu mà kali thầy nói lại, thì nếu mà phun dưới lại cái anh magie hay anh này đây, thầy lặp lại, kali là 2 gram, anh magie này nửa gram thôi nha, tất nhiên là cộng lại là 2,5 gram cho 1 lít nước, tuyệt vời, phải nói là cái cây nó cái bọc nó ra như thế mà các anh chị mình phun cái lúc mà nó có cửa hoa nha, nó có cửa hoa. Còn nếu mà các anh chị mình dùng một mình anh này để kích hoa, đó nè, đối những cây mà kali thì nó chủng về những cái cây mà ra bông ở gốc, như là cây vũ nữ nè, cây kiếm nè, đó.